Xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh Storm VinTechWatt của mình. Như thường lệ thì phiên tối nay mình lên giao lưu với anh em một chiếc đồng hồ Citizen Crystal 7 7 sao dòng 23G. Những anh em nào mà chưa đăng ký kênh của mình, anh em hãy ấn vào nút đăng ký và ấn vào nút rung chuông để không bỏ lỡ những video clip mỗi khi mình lên những sản phẩm mới. Hôm nay cũng là ngày mùng 1 cuối cùng của năm, thì xin chúc toàn thể đại gia đình YouTube và hơn 2.000 anh em ở trên kênh của mình một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và công việc làm ăn thuận lợi, buôn may bán đắt. Chiếc Citizen ở trên tay mình, nó là một chiếc duy nguyên cổ máy, dây của nó là dây da bò khâu tay, khóa của nó là khóa linh kiện rất là đẹp. Bộ da bò khâu tay rất là xịn sò anh em nhé. Chiếc này thì nó có cái size mặt là 36mm, mặt đầu của nó là mặt đầu trắng phên lụa, kim và các cọc số của nó là màu trắng nổi khối, bắt sáng rất là mạnh, cọc 12 giờ, cọc 6 giờ, cọc 9 giờ nó là cọc đôi. Ở chiếc này thì nó có cả lịch thứ và lịch ngày. Lịch thứ thì nó là lịch thượng, góc bên dưới góc 12 giờ, lịch ngày thì nó là vị trí góc 3 giờ, bên dưới lịch thượng thì nó sẽ là cái logo Citizen. Bên trên cọc 6 giờ nó sẽ là dòng chữ Crystal 7 7 sao và 23G. Trước này thì cái lịch ngày của nó là lịch xây nhanh anh em nhé. Cái lịch của nó là lịch xây nhanh. Còn cái lịch thứ của nó thì anh em rút núm ra chỉnh giờ, anh em chỉnh có 24 giờ để cho nó nhảy lịch. Đó, đến vị trí 2 giờ là lịch nó sẽ nhảy hết, 2 giờ qua là nó sẽ nhảy hết, anh em quay lại. Đến vị trí 8 giờ, anh em quay lại nữa thì lịch nó sẽ tiếp tục nhảy. Trước này lịch thứ của nó thì là chỉnh 8 và 2 anh em nhé. Đó. Còn cái lịch ngày của nó thì là chỉnh xe nhanh. Chiếc này thì nó là máy cơ automatic và có cả chức năng hỗ trợ lên có tay. Chiếc này nó zin nguyên cổ máy, zin nguyên bản, chưa spa. Chất thép của nó còn rất là đẹp, các đường thớ còn rất là sắc. Kính của nó là kính đá, rất là trong. Thành kính của nó còn rất là cao, không có một vết xước nào cả. Kính trong vắt luôn, núm của nó là núm zin. Có logo Citizen đây. Mặt sau của nó anh em thấy chữ nghĩa của nó còn rất là đầy đủ. Mặt sau có chuyện dòng chữ automatic. Dòng Citizen 7 sao này rất là được anh em ưa chuộng. Mình mở lắp ra cho anh em xem cái bộ máy của nó rất là đẹp. Máy của dòng 7 sao này thì không có gì để chê rồi. Máy của nó mới tinh như vừa mới xuất xưởng luôn, nguyên 7 màu. Trên quả văng nó có chuyện dòng chữ Citizen 23G. Nói chung là dòng Citizen này thì nó cũng 19-10 so với dòng Senco thôi. Máy móc của nó rất là bền bỉ. Anh em nào mà đã chơi dòng Citizen từ xưa đến giờ thì không còn lạ gì nữa rồi. Chiếc này size mặt 36, càng của nó rất là dài anh em nhé. Anh em tay to đeo vẫn cứ ok luôn. Máy chạy rất là chính xác. Dây nguyên của máy, dây của nó dây da bò khâu tay, khóa linh kiện. Chiếc này mình xin phép giao lưu anh em với giá là 2,8 triệu. Anh em nào có nhu cầu hãy vui lòng liên hệ với mình theo số điện thoại 0913 0067. Đấy cũng là Zalo của mình. Anh em hãy kết bạn với mình để có thể xem được những hình ảnh chi tiết, video, ảnh máy nếu như anh em có nhu cầu. Vâng, xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại ở các clip sau.